khán đài A Sân vận động quốc gia Singapore một tiếng sau khi đội Thái ăn cháo ếch. Ui giời các anh ơi, vậy mà thiên hạ cứ đồn âm lên là cháo ếch Singapore ngon lắm cơ. Em mới sang lần đầu, đợi mãi đến vòng bảng để được ăn, vậy mà thất vọng quá. Anh cũng thấy thế, cứ nghe nhạc sao ấy, không đỉnh bằng tôm yum nhà mình. Thôi thôi anh xin các chú, anh nghe nói bên Việt Nam có câu con ếch là cậu ông trời đấy. Các chú đừng có mà bỉ bôi, coi chừng nghiệp quật không chừa một ai đâu. Con cóc là cậu ông trời cha nội ơi, đã dốt còn hay phát biểu nữa. Anh ở Việt Nam một năm nên anh biết đây. Nhưng mà đúng kiểu hôm nay anh cũng thấy lo lo, dự cảm nó cứ sao sao á. Thôi lo gì sếp ơi, kiểu gì mình chả tránh được Việt Nam. Đấy sếp thấy chưa, thằng Trung Phong tịt ngòi của nó mở tỷ số rồi. 10 phút sau. Ha ha, em cũng nghĩ huấn luyện viên lo hão rồi. Mã Lai cũng vừa mới mở tỷ số thế này thì đúng với dự đoán của thầy trò mình. Phải rồi, Indo chỉ giỏi chặt chém thôi. Tuổi gì đòi ăn đương kim Á quân. Hôm trước hòa Việt Nam thủ cũng hay, nhưng nay thủng lưới sớm bị teo rồi. Phút 43, Việt Nam 2-0 Campuchia, nhưng Malay 1-2 Indo. Rồi đấy, các chú gái nữa đi anh xem. Indo nó còn lội ngược dòng kiểu này, lại còn hơn về số bàn thắng so với Việt Nam. Nó lại đầu bảng thì chắc rồi. Hích, em biết gì đâu. Thằng Linh bên kia lập cú đúp tín quá, ai ngờ bên này lại có biến. Thằng JA này chớp thời cơ cũng bén như anh vậy mấy đứa ạ. À. Nhưng anh vẫn là nhất. Tao đau tim quá chúng mày ạ. Phút 57, Malay 1-3 Indo, nhưng Việt Nam 4-0 Campuchia. Hô hô, các thầy em lại lo bò trắng răng rồi. Em đã bảo Việt Nam bây giờ tấn công tín lắm. Mọi người có thấy thằng Dũng Tư mà cũng lên ghi bàn được không? Lại còn Quang Hải trên sân nữa chứ. Ừ, thằng đó cứ quả ghê thật. Cũng không phải lần đầu sút được thế, nhưng tóm lại vẫn chưa bằng anh. Ê mấy ông ơi, sao mãi chưa thấy trên là thiếp Việt Nam lên tiếng nhỉ? Nó bị thay ra hồi đầu hiệp rồi, cái thằng con gà này. Học cho cũ thầy đó. Ơ thế tình hình này thì bàn 3-1 của Indo vô nghĩa à? Việt Nam loại nhất bảng rồi, được của nó. Phút 81. Gần hết giờ rồi vẫn thấy lo quá mấy đứa ơi. Có chả là ai gì mấy cú lừa của lão Shin Tae-yong này đâu. Bố cáo già đó. Nhất là mấy quả cố định này nè. Á á, đừng nha, no. Oh my god. Thôi, cha đó bật cao thế đi chịu. Indo hôm nay đá như hắt nha. Hết giờ, Indo nhất bảng, Việt Nam nhì bảng. Thôi rồi, còn chi đâu em ơi. Cái thằng Campuchia bị loại rồi, mà thủ chi cố không biết nữa. Ơ, thế cuối cùng là do thám nhầm hàng à? Nhất bản nhiều để làm gì? Chê cháu ếch làm gì mới đúng. Đã bảo là khẩu nghiệp rồi còn không nghe cơ. Truyền thông đưa tin rằng ban huấn luyện Thái Lan đã thực sự việt vị. Có lẽ cũng là một động tác làm quá để khiến cuộc đấu tại bán kết giữa Việt Nam và Thái Lan trở nên thú vị hơn. Thực tế là bản thân tôi cũng cảm thấy bất ngờ với câu chuyện này. Không nghĩ rằng Malaysia lại thua đậm đà đến thế trước đội tuyển Indonesia để khiến cho những cố gắng của chúng ta hôm qua trước Campuchia chỉ giải quyết khâu oai, chứ chẳng có ý nghĩa gì khác. Đâu đó bảo chúng ta sợ khi gặp Thái Lan. Họ lôi viện dẫn là hình ảnh của các thủ Việt Nam nhăn nhó sau khi trận đấu khép lại, dù bảng tỷ số là 4-0. Chúng ta sợ Thái thật ư? Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình. Sợ quá, sợ quá. Chẳng lẽ lại đến mức như thế? Chào mừng các bạn đến với Relock Chrome. Locker room đội tuyển Việt Nam sau trận đấu. Sau trận hôm nay anh phê bình thằng Dũng Tư đấy nhá. Ơ kìa, em ghi bàn mà đội trưởng ơi. Tại mặt chú có kiểu hoang mang style ở mấy phút cuối ấy. Anh nghe ở nhà nói cameraman nó dí cận vào mặt chú lúc hết giờ. Nó thể hiện là chú thất vọng với kết quả này và lúng túng trước bán kết ấy. Đúng rồi, không nên thế. Trước sau gì cũng gặp Thái mà anh Dũng ơi. Sao phải xoắn nhở? Mình đá với bao tay to mặt lớn rồi mà phải ngại bọn Thái Lan là như nào nhở? Ý mọi người là kỵ dơ, rồi có lịch sử đỡ đầu bất lợi các kiểu. Nhưng mà em cũng không sợ. Hai trận vòng loại World Cup chưa ghi bàn em cũng ngứa chân lắm rồi. Ừ, gặp sớm mình càng khoái. Anh có món nợ 03 hồi năm 2015 phải đòi bọn này. Nhưng mà mày để anh bắt được không?
Hồi 6 năm trước anh nghe nói Thái nó thắng mình là nhờ cái lối đá bàn bật TikTok gì đó. Vậy thì tụi nó gặp đúng người rồi. Một câu chuyện giả tưởng để chứng minh rằng cầu thủ Việt Nam chẳng có gì phải sợ cả. Chúng ta là nhà đương kim vô địch của giải đấu. Chúng ta đại diện cho Đông Nam Á thi đấu tại vòng loại thứ 3 của World Cup. Huấn luyện viên Park Hang-seo của chúng ta chưa bao giờ thua tại đấu trường này. Quá nhiều những điều để chúng ta không sợ trận bán kết này. Ngại đối thủ ư? Chắc chắn là có rồi. Vì dù có gặp Singapore thì chúng ta cũng có hàng tá lý do để ngại. Nhưng sự kiện Việt Nam gặp Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020 cũng đủ để cộng đồng mạng dậy sóng. Không chỉ ở nước ta đâu, mà Thái Lan cũng thế đấy. Sau trận Việt Nam thắng 4-0 Campuchia đã xuất hiện nhiều bình luận về trận đấu này. Tất nhiên, cuộc đối đầu với Thái Lan được mong chờ hơn cả và hãy thử coi phản ứng của cộng đồng mạng Việt Nam khi chúng ta sớm gặp được đối thủ truyền kiếp của mình. Có vẻ chúng ta cũng phần nào đó rén người Thái thật. Rõ ràng, ban huấn luyện cũng muốn ngôi đầu để gặp sinh, thể hiện ở việc cho đội hình mạnh nhất, nhưng không hiểu sau đầu hiệp 2, đang dẫn 4 bàn bên mình lại chủ động giảm nhiệt độ trận đấu. Sau khi Indo đứng nhất bảng lúc đấy mới lại bứt tốc, các cầu thủ chính không được nghỉ ngơi, trong khi Thái nó được nghỉ nhiều hơn. Nói về tinh thần của các cầu thủ trước đi, rõ ràng ai cũng thấy họ nhường sân đá, thong dong hết mức cho đến khi Indo có quả thứ tư. Gặp Thái Lan cũng không sao, chiến thôi. Nhưng cầu thủ cần phải bỏ cái thái độ chủ quan đi ngay. Như từ trận với Lào rồi đến trận này nên hiệu số mới thấp như vậy đấy. Không vui vẻ vì không đạt được mục đích mong muốn, chứ trận này xong rồi, xong là qua, tập trung cho trận tiếp theo. Có là ai thì cũng phải đá mà. Việt Nam Thái Lan lại chả ối người mong chờ. Bao năm không gặp rồi. Khiếp, mấy anh mấy chị chưa đá đã sợ thua. Việt Nam chẳng phải đội dễ bắt nạt như cách đây 4-5 năm đâu. Mình ở đây là đương kim vô địch, đội Đông Nam Á duy nhất dự vòng loại cuối World Cup mà phải sợ Thái Lan như quá khứ thế nhở? Mời bán kết thôi, không phải vội hay sợ. Mình ngồi cổ vũ chứ có phải ra sân đá đâu. Nhưng tinh thần thì cứ phải là... Nói thật chứ trình độ Thái Lan giờ nó nằm ở đẳng cấp thế giới rồi. Các nước khác họ còn phải qua học hỏi, thì Việt Nam có tuổi gì sánh vai được mà cứ hô hào với ao tưởng về thực lực. Đó là tôi nói về phần phẫu thuật chuyển giới thôi, chứ bóng đá Việt Nam mà gặp Thái Lan thì Thái Lan cho xin cái tuổi nhé. Khiếp, Trung Quốc thì muốn thắng mà lại sợ Thái. Chúng ta liên tục chiến đấu nhưng vòng loại World Cup còn không sợ gì thì sợ gì Thái Lan. Gặp Thái mới máu, tôn trọng đối thủ nhưng vẫn phải tin tưởng tuyển nha mọi người. Chả việc gì phải e ngại Thái hết, đá cho Thái về nước sớm thôi. Nhưng có lẽ người vui nhất hôm qua phải là những cổ động viên của Thái Lan mới phải, cho nên việc họ gáy rất to và rõ cũng chẳng có gì là lạ. Xem hai trận đấu cuối cùng của bảng B á, mới thấy cả Indonesia và Việt Nam đều cố gắng ghi thật nhiều bàn vào lưới đối thủ để tránh đối đầu với Thái Lan. Đặc biệt là Việt Nam, họ dẫn trước Campuchia 4-0 nhưng vẫn điên cuồng leo lên tìm bàn thắng. Điều này cho thấy họ rất sợ đối mặt của chúng ta. Những phản ứng trên khuôn mặt đội tuyển Việt Nam ở cuối trận đấu cũng được người hâm mộ Thái Lan mổ xẻ và phân tích. Sau trận đấu hình như các cầu thủ Việt Nam trông không được vui chứ lắm hả? Ai cũng nhăn nhó về biết sắp phải gặp Thái Lan ở bán kết. Úi giời, đây là nét mặt khổ sở của cầu thủ Việt Nam khi biết tin gặp Thái Lan đó mà. Cầu thủ Việt Nam sau trận thắng Campuchia 4-0 mà trông như bị lõi vậy á. Alo alo, có ai nói Việt Nam không phải Thái Lan nữa? Nhìn vào biểu cảm cầu thủ Việt Nam đi là biết. Nếu Việt Nam không giữ bóng, họ sẽ mất tự tin. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã cố gắng hết sức để trốn thoát Thái Lan, nhưng rất tiếc họ chạy không khỏi đâu. Là các chàng trai Thái Lan, hãy đến và nhận hàng đi. Đội đã vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 mà nhìn hổng mạnh chút nào ha. Ở trận tiếp theo, Việt Nam sẽ chẳng thể có bóng. Và hơn thế nữa, kết quả vòng bán kết dường như đã an bài với một số cổ động viên Thái Lan. Việt Nam thật ra cũng chẳng cái gì xuất sắc. Tiền đạo kém, tiền vệ không được sánh với Thái Lan. Chúng ta cũng phòng thủ tốt hơn. Làm thế nào Việt Nam phải đi xa hơn bán kết được? Có lẽ chúng ta sẽ hội ngộ Singapore ở chung kết. Thậm chí là mất luôn hình tượng nhà vua Đông Nam Á sau trận đấu này. Kế hoạch của huấn luyện viên Park là chiếm đỉnh bảng B, gặp Singapore ở bán kết. Họ sẽ cố thắng đậm ở Singapore lượt đi, rồi giữ sức ở lượt về để chọn chung kết với Thái Lan. Nhưng kế hoạch của ông ấy đã đổ bể. Giờ thì Thái Lan có chút lợi thế vì đã được nghỉ nhiều hơn một ngày. Thái Lan cũng chơi cuối vòng bảng với đội hình B nên giúp trụ cột chưa được thể lực tốt nhất. Ông Park là người hoàn hảo với rất nhiều toan tính. Nhưng khi kế hoạch của ông ta thất bại, sức ép sẽ đè nặng. Hơn nữa, Việt Nam chỉ đứng nhì bảng và họ đã mất trình tự nhà vua đó đâu má. Có lẽ tinh thần của cổ động viên Thái đúng là đang thực sự lên sau khi bất ngờ sẽ gặp Việt Nam ở vòng bán kết. Họ có lẽ cũng chỉ chờ đợi trận đấu này suốt bao năm nay và giờ chắc chắn sẽ tập trung 100% những gì có thể cho chung kết sớm của AFF Cup. Khi thấy Việt Nam gặp Thái Lan, bản thân tôi chợt suy nghĩ rằng cuối cùng thì ta sợ hay là địch sợ?
Nhìn vào hiện tại, họ ngại gặp ta là đương nhiên. Nhìn vào quá khứ, họ cũng có những điều phải băn khoăn trước khi đối đầu với chúng ta. Lịch sử thì luôn có những tiếng nói của nó, và hãy cùng tôi phân tích thử xem nha. Thái Lan và Việt Nam đã từng có bao nhiêu lần đối đầu với nhau? Câu trả lời là quá nhiều, bởi hai chữ duyên và nợ. Chẳng cần phải đào sâu để biết rằng đội tuyển Việt Nam đang thất thế về thành tích đối đầu với vòi chiến. Hãy nhìn về hành trình AFF Cup lần này với những kỳ Tiger Cup năm 1998 và AFF Cup 2008 để thấy được sự tương đồng. Tiger Cup năm 1998, giải đấu Việt Nam được chơi trên sân nhà. Thuở ấy, Thái Lan vẫn đang là ông kẹ trong khu vực, còn đội bóng áo đỏ mang danh một kẻ thách thức. Chúng ta có một thế hệ vàng 1.0 với những Hồng Sơn, Huỳnh Đức. Những dấu ấn tạo ra ở các giải đấu Đông Nam Á trước đó khiến những đối thủ trong khu vực phải nhìn đội tuyển Việt Nam theo con mắt khác với sự tôn trọng nhất định. Trùng hợp thay khi cả 4 đội bóng vào bán kết năm đó là đội chủ nhà Việt Nam, Singapore, Thái Lan và Indonesia. Ở bảng A, Thái Lan và Indonesia cũng chạm trán nhau ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Trên sân vận động Thống Nhất một ngày cuối tháng 8, một trong những trận đấu tai tiếng nhất của Đông Nam Á đã diễn ra. Cả Thái Lan và Indonesia bước vào trận đấu để thi xem đội bóng nào thủng lưới nhiều hơn để tránh Việt Nam tại bán kết. Hàng loạt màn hài kịch chẳng khác nào gala cười diễn ra khi thủ môn của Indonesia còn bỏ trống khung thành để mời Thái Lan ghi bàn. Cái kết của màn hài kịch ấy là pha phản lưới nhà của hậu vệ Enfendi. Sau đó hậu vệ này bị treo giò vĩnh viễn ở các giải đấu quốc tế, còn Tiger Cup cũng có một vết nhơ không thể gột bỏ theo thời gian. Những gì xảy ra tại vòng bán kết đã đi vào huyền thoại. Đến tận bây giờ chúng ta vẫn cứ nhắc về cú vô lê hoàn hảo trong từng động tác của Trương Việt Hoàng, pha khống chế và đánh lừa đối thủ của Hồng Sơn. Những ký ức đẹp đẽ đó trở thành một nỗi buồn với cái lưng của Sashikuma khiến đội tuyển Việt Nam mất chức vô địch. AFF Cup 2008 cũng là 4 đối thủ Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Indonesia lọt vào bán kết. Lần này chúng ta ở cùng bảng với Thái Lan và để thua đối thủ trong trận đấu vòng bảng. Đội tuyển từ đảo quốc sư tử đánh bại Indonesia ở lượt trận cuối cùng và đối đầu với Việt Nam trong lượt trận bán kết. Trên sân vận động quốc gia Singapore ngày cuối năm, Quang Hải đã có pha lập công duy nhất để giúp thầy trò huấn luyện viên Callisto giành thắng lợi với tỷ số tối thiểu. Còn những gì xảy ra ở trận chung kết trở thành một kỳ tích, được nhắc đi nhắc lại ở mỗi kỳ AFF Cup. Còn lần này thì sao? Vị thế đã đảo ngược khi Singapore và cả Thái Lan đều phải sắm vai kẻ chạy trốn. Chẳng thế mà Phuong Kinh và các học trò xuất hiện trên sân vận động quốc gia Singapore vào tối qua để do thám những đối thủ tiềm năng của họ tại vòng bán kết. Nhưng họ chẳng phải gặp Indo hay Malay, mà đối thủ của họ đang đá trên sân vận động Bishan cách đó cả 100 cây số. Dẫu cho những phát biểu chẳng sợ đội bóng nào gặp ai cũng phải thắng, rốt cuộc huấn luyện viên Phuong Kinh phải đến xem Indonesia và Malaysia thi đấu với nhau để làm gì? Có lẽ ông cũng muốn không gặp đội tuyển Việt Nam quá sớm, bởi tránh voi chẳng xấu mặt nào. Hãy cứ để mọi ân oán được giải quyết ở trận đấu cuối cùng, còn Thái Lan cũng có cửa vô địch nhiều hơn. Nào ngờ mọi chuyện lại không diễn ra như những gì ông mong đợi. Sau tất cả những màn do thám, cách phát biểu của thầy Park và các cầu thủ sau trận đấu, cũng như phản ứng của các cổ động viên của đôi bên, rốt cục Thái Lan và Việt Nam, ai mới là người phải sợ ai? Chúng ta còn nhớ cách đây 13 năm, cũng trong lễ Noel, chúng ta đã được gieo họ ăn mừng sau một trận thắng quả cảm của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan. Hy vọng năm nay Giáng sinh cũng thật an lành với người hâm mộ Việt Nam nếu chúng ta chiến thắng. Ngày hôm nay tôi đã cố gắng chứng minh một điều rằng chúng ta chẳng có gì phải sợ Thái Lan ở trận bán kết cả. Nhưng đó là theo góc nhìn của tôi thôi. Với cầu thủ, chúng ta đã có một đoạn băng giả tưởng từ trước đó. Còn với huấn luyện viên Park Hang-seo, người ta có quyền đặt ra câu hỏi rằng liệu ông có cảm thấy ái ngại khi đối đầu với Thái Lan ở bán kết? Câu trả lời của ông thầy người Hàn Quốc là gì? Hãy cùng tìm hiểu nha. Trong buổi họp báo sau khi trận đấu với Campuchia kết thúc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những chia sẻ với đối thủ sắp tới tại vòng bán kết. Ông cũng tiết lộ nỗi sợ hãi lớn nhất tại AFF Cup lần này, đó là chúa tể của những nỗi sợ, là ông Hoàng đem đến sự ám ảnh, là bậc thầy trong việc gieo rắc kinh hoàng, đó là thức ăn. Nỗi sợ lớn nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo đã được tiết lộ và đó cũng là nỗi sợ lớn nhất của các cầu thủ trong suốt chiến dịch AFF Cup vừa qua. Chẳng sợ đối thủ mạnh như hổ, Quang Hải và các đồng đội chỉ muốn một bữa ăn đàng hoàng, chứ đừng rơi vào cảnh ở cơm đường cháo chợ cho qua bữa nữa. Ngay từ khi đặt chân đến đảo quốc sư tử, thầy trò ông Park đã phải đối mặt với một chế độ ăn không đủ dinh dưỡng. Đó là những bữa ăn tạm bợ bằng cơm hộp theo đúng nghĩa vì những quy định cách ly ngặt nghèo từ nước chủ nhà. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, các cầu thủ được nới lỏng hơn trong việc sinh hoạt. Nhưng những bữa ăn của họ chẳng có chút nào được cải thiện, với thực đơn chỉ có cá và bò, cơm chiên cùng một bát cháo thay cho canh. Khẩu vị không hợp lại không đảm bảo dinh dưỡng cho các cầu thủ. Chẳng trách thầy Park đã không ít lần kêu than với nước chủ nhà về những công tác hậu cần. Nhưng kêu mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, nên đội tuyển Việt Nam đành tìm cách khắc phục.
Giống như mọi lần, các cầu thủ của chúng ta lại phải xếp vào hành lý những món ăn quen thuộc với mì tôm và những hộp mắm tép chưng thịt. Dẫu cho chúng chẳng giải quyết được vấn đề dinh dưỡng, nhưng ít nhất nó cũng giúp cho các cầu thủ vượt qua cơn đói cồn cào hay những cơn thèm thịt lợn da diết. Có thể thấy vấn đề sức khỏe là điều cực kỳ đáng lo ngại, và mặc dù là thi đấu chuyên nghiệp, nhưng điều kiện sinh hoạt của các cầu thủ thực sự gây ra rất nhiều khó khăn để họ có thể tập trung hoàn toàn cho nhiệm vụ. Ngay cả trong đời sống hàng ngày cũng vậy, không có gì quý trọng hơn sức khỏe của bạn và gia đình bạn. Hãy lưu ý chăm sóc sức khỏe cho toàn gia đình từ những việc đơn giản nhất như vệ sinh răng miệng hàng ngày. Chỉ dùng bàn chải thông thường là không đủ. Hãy kết hợp bàn chải điện và tăm nước cá nhân Smartronic để loại bỏ 99% vi khuẩn và mảng bám. Chúng ta đều biết không có gì mạnh hơn nước, cũng như không có gì mềm hơn nước. Tấn công mạnh mẽ kẻ thù mảng bám và bảo vệ người yêu thương chính là những điều mà Smartronic có thể đem lại cho gia đình bạn, như cách mà những cổ viên ở phương xa vẫn hết lòng chăm sóc cho những chàng trai đang thực hiện nhiệm vụ quốc gia. May thay giữa đất nước Singapore lạnh lẽo, tinh thần tương thân tương ái của người Việt lại sưởi ấm trái tim của các cầu thủ. Những nồi cháo nóng được các Việt kiều tại đây chuẩn bị trước mỗi trận đấu như một liều doping to lớn về mặt tinh thần cho Quang Hải và các đồng đội. Nỗi sợ lớn nhất với các cầu thủ đã tan biến, thay vào đó là sự khích lệ để chiến đấu với chính những cổ viên ở nơi phương xa vạn dặm. Chúng ta cứ tưởng AFF Cup được tổ chức ở một trong những quốc gia giàu nhất Đông Nam Á thì các cầu thủ phải sướng mới đúng, hóa ra họ cũng khổ không tưởng vào lúc này. Hy vọng là các học trò của ông Park sẽ vượt qua được những khó khăn vốn dĩ rất con người đó để tập trung cho hai trận đấu tới. Trận lượt đi sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày thứ Năm và trận lượt về sẽ bắt đầu cùng lúc vào 3 ngày sau đó. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi, và quả thực nếu hành trình này mà Việt Nam bỏ lại Thái Lan trên con đường bảo vệ ngôi báu thì sung sướng biết bao. Thấy thích thì locker room không? Nếu ấn tượng hãy like và comment nhé. Hẹn gặp lại vào tuần sau cũng giờ này trên kênh Bình Luận Viên Anh Quân.